lugar, eh? No, no. Ha sido un MTP. Mọi người thì bỏ công bỏ sức lên đây. Đẹp không Tùng? Rất là đẹp. Cảm ơn rất nhiều. Có mọi người ở đâu? Ở khách sạn. Khách sạn nào? Em ở khách sạn ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tùng có biết đâu mà. Chắc khó quá. Tùng đi xuống này có mệt không? Không cần. Tại vì show đầu tiên của Tùng trong năm là phải đi đó.